cập bến thêm nhiều mặt hàng mới, vừa về bổ sung thêm một lô hoàng tử áo đỏ hay là Ren Red này, thứ hai là hoàng tử mặt trời, hoàng tử cam hay là hoàng tử mặt trời. Tiếp theo là về những chậu đai châu hồng cánh sen và về cả thêm những dòng hoàng nhạn, những mặt hàng rừng mới. Các bác đặt hàng liên hệ với em theo hai số điện thoại 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở số nhà 69 ngã tư cầu gỗ Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương. Tất cả những đơn giá em báo là chưa bao gồm tiền phí ship vận chuyển. Các bác nhận hàng, thanh toán tiền hàng, tiền cước phí cho bên vận chuyển nhé. Khách hàng chi trả trong quá trình nhận hàng. Còn đâu thì nhà em báo giá là báo giá chưa bao cước. Đó, một số mặt hàng cụ thể mà em báo cước thì em sẽ chi tiết ở từng mặt hàng ạ. Và xin thông báo luôn là tầm khoảng chủ nhật, chiều thứ bảy hoặc chủ nhật là em sẽ cập bến thêm một lô Dendro nắng nữa. Thì đa dạng đầy đủ các mặt hàng thì mọi người có thể tham khảo và tiếp tục mua sắm ạ. Sau đây thì em xin điểm qua luôn những cái mặt hàng trong phiên ngày hôm nay ạ. Trước khi đi qua những mặt hàng hoa lan thì em sẽ giới thiệu đến các bác những cái bộ chế phẩm phun xương. Bộ sản phẩm phun xương này thì nhà em đã có lắp đặt đầy đủ các linh kiện đối với các bác rồi. Về các bác chỉ việc cắm điện và vận hành thôi ạ. Bộ phun xương này trước mặt các bác đó chính là cái bộ sản phẩm máy đơn. Tại sao gọi là máy đơn? Bởi vì nó có là một cục motor đơn. Và em có một loại nữa là máy kép, thì cục motor nó sẽ là máy kép, cục motor kép, và nó công suất nó cao hơn. Nhưng mà để tưới lan cơ bản hoặc là đáp ứng đầy đủ những cái yêu cầu thì mình chỉ cần cái bộ sản phẩm máy đơn đã hoàn toàn đáp ứng được các bác rồi. Có một cần inox này, có thể kéo dài đến 3,5 m. Và đây là cái van khóa đồng này. Đấy, bộ sản phẩm này thì nhà em đang bán ra với giá ngoài thị trường là 430.000. Giá này thì bao cạnh tranh luôn nhá. Đó, và được có một cái bát màu hồng là bát phun nước này, bát màu trắng là cái bát dùng để các bác tưới phân, tưới thuốc này nhá. Và bộ này thì các bác mà mua kèm cùng hoa lan, đơn hàng từ 300.000 trở lên thì em sẽ giảm giá 30.000 cho một máy cho các bác. Và đây là bộ sản phẩm đơn. Và máy kép sẽ là 700.000. Đó, 700.000 bộ sản phẩm máy kép. Máy kép hiện tại thì em không có mở thùng ở đây ấy. Còn đâu là cái sản phẩm này em có những video hướng dẫn cực kỳ là chi tiết đến các bác rồi. Và mặt hàng đầu tiên rất là nóng hổi em muốn giới thiệu đến luôn cả nhà, đó chính là một cái dòng hoàng tử cam ạ. Bình thường các bác vẫn thường hay mua, đó chính là dòng hoàng tử đỏ đúng không ạ? Bởi vì hoa của nó màu đỏ. Còn ngày hôm nay đem đến cho các bác một cái sắc màu cam lửa rất là đẹp, rất là rực rỡ khi ra ánh mặt trời. Đó chính là dòng hoàng tử cam. Và điều đặc biệt hơn đó chính là đây là những cái cây bản lá rụt rịt và bản lá ngắn. Bản lá rất là rụt rịt luôn. Đó, đây các bác này. Đó, bản lá cực kỳ là ngắn, những cây lá xếp này rất là đẹp. Hàng này các bác chơi cả chơi thân này, chơi lá này, chơi hoa đều đẹp luôn. Cái hàng này ra nó ưa nắng nhá các bác nhá. Hàng hôm nay thì nhà em về số lượng cũng rất là nhiều, thoải mái các bác đặt hàng. Một cái mặt hàng rất là mới lạ. Đó, chắc hẳn là các bác nhiều bác chưa biết đến dòng này ạ. Và em xin báo giá luôn nhé, đối với cái dòng hoàng tử cam này, hàng mới về ạ. Em sẽ bán với giá là 170.000 đồng một chậu. 170.000 đồng một chậu là các bác sở hữu một cái cây hoàng tử cam này. Hàng này thì hộp vòi hoa của nó rất là dài và nó cực kỳ là sai hoa các bác nhé. Đây những cái bản lá rất là ngắn đẹp này. Đó, cả một cái dãy hàng mới về, em phải giới thiệu luôn đến các bác. Và xem bên đây, một cái dòng mà đối diện đối với cái hoàng tử cam mà cũng một cái cặp đôi mà hay đi với nhau, mà em nghĩ lần này là sẽ đi với nhau rất là đẹp, đó chính là hoàng tử đỏ ạ. Dòng này thì cũng là cây lá xếp, nhưng mà cây này nó bản là nó dài hơn, to hơn. Đó, đây, một cây hoàng tử đỏ ạ. Cây này thì rất là quen thuộc với mọi người rồi. Tất cả những dòng này đều là cái dòng dễ gió. Dễ gió nên nó rất là dễ phát triển, dễ chăm, dễ trồng. Kể cả bác không phải cho vào chậu, chỉ việc treo như vậy thôi, tưới nước thì nó vẫn phát triển như bình thường. Và tất cả những dòng này đều là cái dòng rất là sai hoa các bác nhé. Đây là dòng hoàng tử đỏ hay là hoàng tử áo đỏ. Và cái tên gọi khác đó chính là Ren Red đấy ạ. Đó, hàng cây rất là to đẹp. Giá trị bình thường các bác mua trước đây á, mà khi đến thời điểm hoa phải hơn 200.000, thậm chí nhiều shop khi bán ra mặt hoa phải là 250 đúng không ạ? Ngày hôm nay em về số lượng nhiều, em để một cái mức giá đó chính là 160.000 ạ. Đó, chỉ có 160.000 các bác sở hữu một cái giỏ hoàng tử áo đỏ rất là đẹp. Và điều đặc biệt nhá, các bác mà mua một cặp đôi hoàng tử đỏ và hoàng tử cam với nhau ạ, các bác mà lấy một cặp đôi nhá, em sẽ để tròn các bác 300.000 là các bác sẽ được một cặp đấy ạ. Một cặp 300.000 là giảm hẳn hơn 30.000, giảm 30.000 so với thông thường. Một cặp hoàng tử cam và hoàng tử đỏ sẽ là 300.000, còn nếu các bác lấy lẻ thì giá thành nó sẽ là 160.000, hoàng tử đỏ và hoàng tử cam sẽ là 170.000 nhé. Và tiếp theo đây, một cái mặt hàng nữa đó chính là dòng đai châu hồng cánh sen.
cái hàng rất là vip 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 của cái dòng đai châu Thái đó. Hôm nay thì nhà em lại về số lượng nhiều hơn. Hôm trước thì về có tầm khoảng 5 cây thôi mà đã hết hàng rồi. Ngày hôm nay đều là những cây lá xếp rất là đẹp. Hàng đẹp lắm các bạn. Đó, những cây lá ngắn, lá xếp cực kỳ là đẹp. Và thời điểm này các bác lấy hồng cánh sen là rất là vừa phải rồi. Hàng này thì bảo hành mặt hoa cho mọi người. Và thứ hai là những cái cây này, có những cây này năm ngoái đã ra hoa rồi mọi người nhé. Đấy, rễ đang lên rất là khỏe khoắn này. Đó, rất là khỏe. Đó, các bác nhìn này. Đó, những cây đai châu hồng cánh sen ngày hôm nay thì em nhập theo lô. Một cây cũng khá là nhiều cặp lá. Em xin phép bán với giá là 400.000 đồng một chậu. 400.000 đồng một chậu đai châu hồng cánh sen. Mọi người mà lấy từ 3 chậu hồng cánh sen là em sẽ bao ship cho các bác nhé. Đấy, hôm nay em có chương trình tri ân là bao ship đối với các bác đặt hồng cánh sen từ 3 chậu trở lên. Đó, một chương trình mà cực kỳ là yêu thương đó. Hàng này, tổng kể cái lô hồng cánh sen hàng vừa mới về. Đây em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Đó, tổng thể hàng mới về đấy ạ. Rất là đẹp, nói chung là cây nào cây đấy đều là đẹp như nhau ạ, đẹp mướt luôn. Đẹp quá cơ mọi người ạ. Đó, đẹp lắm ạ. Rễ đang lên, những rễ non này. Những cái rễ non đang lên này. Hôm nay em về bổ sung cho em có một chút trúc Phật Bà này, hàng rất là đẹp. Trúc Phật Bà em xin phép bán giá là 48.000 đồng một lạng nhá. 480.000 đồng một cân trúc Phật Bà hay là trúc Quan Âm. Hàng này mỗi lần về có chút thôi, có cả thân rất là dài và thân đây là mầm, những mầm nhỏ này. Và các bác lưu ý là hàng trúc Phật Bà thì nó sẽ có thân tơ, thì nó chỉ có một thân tơ trong một khóm thôi. Còn đâu đa phần là thân già, nó có tác dụng là sau này đẩy những dưỡng chất để nó nuôi những cái mầm gốc phía dưới đây. Đó, đây là trúc Phật Bà 480 một cân. Hàng mỗi lần về ít quá, hơi giỏ giọt ạ. Và em vừa cập bến thêm một lô tam màu sắc lá xếp nhé. Ui, hàng hôm nay phải nói là lá nó rất là bóng và mượt. Lá xếp cây rất là đẹp luôn. Đó, hàng mới về rất là tươi đẹp. Hàng này thì em xin phép bán với giá là 200.000 đồng một cân. Bởi vì đây là cái hàng mà nhà em chọn lọc các bác nhé. Đó, em cũng có cái hàng thanh lý có 100.000 thôi. Hàng này nó mất nước và nó hơi bị hư đầu ngọn. Còn đây là cái hàng mà 200.000 là cái hàng mới về và hàng tuyển chọn nhà em. Hàng rất là đẹp luôn. 200.000 đồng một cân giá hương tam màu sắc hàng mới về. Em có một ít dáng hương tâm ở sắc thanh lý đây, 100.000 đồng một cân. 100.000 đồng một cân, hàng xấu. Nói chung là để làm giống thì vẫn ok. Em có duy nhất một chậu, đây là dòng kiếm thái ạ. Chậu này hôm trước em bán là 650.000 ạ. 650.000. Tuy nhiên cái lá này hôm nay thì nó bị gãy một cái lá ấy. Em không may nhỡ tay bị gãy một cái lá nên là chậu này hôm nay em sẽ bán giảm giá cho các bác nhé. Đó. Đây. Bị gãy hai cái lá ở đây này. Đó, chậu này thì em sẽ giảm giá với giá là 550.000. Đấy, giảm giá kỳ xà luôn cái chậu cuối này. Đây, có một cái lá nó hơi bị tách một chút. Đây, cái bụi rất là to nhé, 550. Đây là dòng kiếm mùa Thái. Hàng rất là đẹp, bụi này bụi khủng, bụi to. Em chỉ còn duy nhất một giò cuối cùng thôi ạ. Sau đây em sẽ chuyển sang mặt hàng hoa lan. Em giới thiệu một số mặt hàng hình trước nhé. Và em sẽ giới thiệu những mặt hàng kg sau. Đầu tiên em có hai cái giò chấp Mỹ này. Hai giò chấp Mỹ rất là thân dài. Bình thường chấp Mỹ này là chấp Mỹ hàng thành phẩm và đây là hàng ươm ki các bác nhé. Giá trị các bác mua bây giờ hôm vừa rồi em bán là 350 một thân. Đấy, một thân này là 350, một chậu này chậu hai thân là 700.000. Loại chậu một thân thì em vừa hết hàng rồi. Nhưng mà để em sẽ còn hai chậu này em sẽ bán giảm giá cho các bác 20.000 trên một chậu nhé. Tức là hai thân này giá là 680.000. Đây là chậu số 1 này. Hai thân này cũng rất là dài, cũng 680.000, còn hai chậu thôi. À, ngày mai ngày kia cũng sẽ về thêm một lô nữa thì có loại một thân thì em sẽ bán giá là 350 một thân. Đấy, hai chậu này cuối thì em sẽ bán giảm giá cho bác. Nhưng so với cái giá thành năm ngoái ấy, đến thời điểm khi mà thắt ngọn cho hoa thì giá thành nó cũng đã rất là hợp lý và nó rẻ, nó là rẻ đấy ạ. Năm ngoái một thân như vậy này bán ra không dưới 500.000 một thân. Chiều dài thân sẽ từ 60cm trở lên nhé, thấp nhất cũng phải 60cm. Sang bên đây là những cái giò kim điệp xuân hàng Đà Lạt. Và nói qua là cái dòng kim điệp xuân này ạ, hàng Đà Lạt nó sẽ khác với những kim điệp xuân hàng bình thường các bác mua. Hàng Đà Lạt trong đấy thì cái thời tiết khí hậu nó thích hợp hơn thì đa phần nó sẽ nở hoa chuẩn Tết. Đấy, dòng này thì giá trị nó đắt, kể cả hàng kg nó cũng đắt mà không có hàng kg để bán luôn ạ. Hàng này nhà vườn người ta thuần tại giò rồi. Và những cái giò này, những cái giò tròn đấy ạ. Giò tròn người ta ghép vào một cái bảng gỗ tròn rất là đẹp. Và khi nở hoa thì phải nói là tuyệt vời luôn. Những cái thân tơ bây giờ cũng đã hơi hơi sưng mắt nụ rồi. Em có những hình như sau, hôm nay em có một số giò em đánh thêm mã mới. Tại vì về đâu đó có tầm khoảng gần 20 giò thôi. Em gọi đây là mã K2 này. Đấy, một giò kim điệp xuân hàng tuần rất là đẹp. Đây, đang lên mầm rất là đẹp này. Đó, các bác nhìn này. Em quay này thì các bác có thể không nhìn thì cái độ xum xuê ở xung quanh. Đó, người ta ghép như thế này.
dễ bám rất là chắc. Giò này phải ghép đến 3 năm rồi ạ, chứ không phải là đơn giản là mới ghép đâu. Đấy dễ các bác, nhìn nó ăn rất là sâu như này, khỏe. Về chỉ cần bón thêm phân thôi, không thì các bác trồng nguyên cũng được. 270.000 giò số 1, giò K2, giò K7 ạ. K7 là một giò 300.000. Đấy, sum xuê rất là nhiều thân. Rất là nhiều thân luôn nhá. Đấy, 300.000. Tiếp theo là K11 cũng 300.000. Đây là K11, 300.000. Đây, thân mẹ của nó nặng quá, nó còn rơi chịu xuống ấy. Cái này về các bác cố định hoặc là cứ để như thế được, thỏng được. 300.000 K11. Em chuyển sang K10, 300.000. Cũng một giò 300.000. Đấy, thân mập ú ụ luôn. 300.000 giò K10. Hàng này ít khi có nhé, nhà vườn đa phần là cũng không có hàng này để xuất đó. Đây là K10 này. K5 này, 270.000. Giò này ngắn hơn một chút, 270.000. Thực ra thì nó cũng không nhỏ xíu quá đâu. Đấy, nó rất là nhiều thân này. K9, 290.000. Đó, 290.000, đây là giò K9 ạ. Rất là đẹp nhé, ủa đẹp lắm ạ. Người ta ghép được cái là người ta ghép quá là chắc chắn rồi. Về mình chỉ treo lên thôi, có móc treo luôn. Cùng nắm bón thêm chút phân vào nữa. Cây ăn phân thì nó sẽ tốt hơn, khỏe hơn. K1 này, cũng 270.000 này. Đây đang lên mầm nữa này. 270 K1. Đây là K15, 300.000. Giờ này 300.000. Cái này phải nhìn ngang cơ thì mới nhìn được cái độ size của cây. Còn nhìn dọc này thì có thể các bác sẽ nhìn nó hơi ít đấy, nhìn ngang này. Tiếp theo em có một cái rễ bạch ngọc đuôi công, giò khủng luôn. Rễ này nặng 2 cân nhá. Đấy, bình thường em bán 320.000 đồng một cân, nguyên một rễ này nặng 2 cân. Đấy, cái này Tết hoa Tết ấy, bông hoa rất là to, em bán 600.000. Giá bạch ngọc đuôi công gần Tết từ 350 đến 400.000 một cân. Đó. Em có một giò duy nhất thôi. Đây là cái lá mà rừng nó đang mưa ấy, cái đất cát nó bám mà nhìn nó hơi bẩn. Về các bác lau sạch hoặc là cọ rửa đi thì lá nó lại bóng mượt những cái lá này này. 600.000 cái giò số 1 nhá. Đây em gọi là rễ số 1 này. Tiếp theo em có một lô kim thoa hàng kg. Nói chung là hàng này các bác có thể lấy số lượng tầm vài ba lạng hoặc là nửa cân cũng được nhá. Hàng được cái là mới bóc từ rừng về nên rất là tươi mới, tươi rói luôn. Hàng này em bán là 130.000 đồng một cân. Đây là hoàng thảo kim thoa, có lẫn một ít long nhãn nhá. 130.000 đồng một cân. Tiếp theo vừa cập bến một lô hoàng thảo đùi gà tròn. Đó, đây là hàng của Tây Bắc nhá. Hàng Tây Bắc rất là đẹp, rất là tươi. Đấy, hoàng thảo đùi gà tròn. Mùa này thì nó đã xuống lá, thắt ngọn và chuẩn bị sẽ có một cái mùa hoa cực kỳ là rực rỡ. Đó, hoàng thảo đùi gà tròn này em bán với giá là 200.000 đồng một cân. Hàng mới về. Hàng bao tươi, bao đẹp, bao xanh luôn ạ. Rất là đẹp. 200.000 đồng một cân. 20.000 đồng một lạng. Em có một cái phần này gọi là phần kiều môi tua. Đấy, có một nguyên một rề này. Và đây một số khóm nó nhỏ hơn một chút. Đấy, cái phần này em bán là 150.000. Đây là phần kiều môi tua nhé. Có một chút thôi, về có một chút ạ. Ba cái rề đây là hoàng thảo long nhãn. Long nhãn thì nó khác kim thoa, đó chính là có thêm một cái họng nó màu đen đen ở giữa. Còn hoàng thảo kim thoa thì nó sẽ là màu vàng và họng màu vàng đậm hơn. Đó, hai loại này thì nó cũng khá là giống nhau. Em có ba hình. Đây là gọi là rề số 1 này. Một rề rất là dài, to. Ôi, rề này có một cái thân tơ dài mà lại bị gãy mất rồi. Thôi nhưng không sao, để những cái thân này lại mọc tiếp ạ. Một cái rề rất là to bự này. Rề này em bán là 250.000. Hình số 1, 250. Hình số 2. Đây ạ, rề này cũng dài, cũng mập. Đó. Hình số 2 em bán là 200.000. Hình số 2. Tiếp theo là hình số 3. Hình này hình như là kim thoa. Hình này em bán là 170.000 nhá. Một rề nguyên ạ. Sao hàng kg, thứ nhất em có về thêm một chút cái trồn tím. Đây ạ, trồn tím nhá, chứ không phải là dòng trồn trắng ạ. Trồn tím này em bán với giá là 280.000 đồng một cân, 28.000 đồng một lạng. Hàng cũng vừa về thêm một lô rất là mướt đẹp. Kiều vàng em bán là 180.000 đồng một cân kiều vàng. Lá xếp ạ. Đây, 150.000 đồng một cân quế tím. Đây là một cái lô hoàng thảo ý ngọc hay là năm cánh trắng họng tím ạ. Hàng rất là đẹp, hàng mới cập bến. Loại này em là cái loại hàng mới về nhá. Em bán là 200.000 đồng một cân. Em có loại nữa, một loại đó là loại 180.000. Thì cái loại đấy nó ít lá hơn, tức là nó xuống lá nhiều hơn ấy, thì em bán là 180.000. Nhưng tổng thể cái lô hàng này nó đang đến thời điểm xuống lá này. Đó, 100, đây là hàng 200.000 một cân, hàng mới về, hoàng thảo ý ngọc. Tiếp theo một cái lô hoàng thảo tam bảo sắc. Hàng phải nói là hôm nay nó về này tươi đẹp và thực sự với các bác là thân nó rất là dài, mập luôn.
hiếm mức lô hoàng thảo tam bảo sắc mà lô thân mập như vậy. Hoa thì nó thành từng chùm trải dài và hoa cực kỳ là sai hoa. Loại này thì em xin phép bán với giá là 220.000 đồng một cân nhé. Các bác có thể lấy lẻ tầm khoảng vài lạng cũng được. Đó, tầm vài lạng hoặc nửa cân. Thân của nó thì màu nó hơi xám xám một chút. Đấy, bản chất loại này như thế nhưng mà hoa thì cực kỳ là đẹp. Hàng thân thòng. Đó. 220.000 đồng một cân hoàng thảo tam bảo sắc. Tiếp theo đây đó chính là ngọc thạch ba màu ạ. Thân hôm nay cũng về quá là mập đẹp luôn nhá. Có hai loại, cũng là loại nhiều lá, hàng mới về là 200.000. Còn cái loại xuống lá thì cũng là 180.000 nhá. Ngọc thạch ba màu, đây là hàng Tây Bắc luôn đấy ạ. Quá là tuyệt vời. Vừa về bổ sung thêm một lô phi điệp vàng các bác nhá. Đây ạ, phi điệp vàng đấy ạ. Hàng rất là mập và đẹp đây ạ. Nói chung là hàng bây giờ thì nó cũng qua cái mùa hoa rồi. Hoa của nó màu vàng cảnh sáp và có họng nhung một tí mà đỏ đỏ ở giữa này. Đó. Đây cái bông hoa của nó cực kỳ là sai hoa. Hàng này thì bây giờ cũng có thân dài nó xuống lá hết rồi, tại vì nó cũng qua mùa hoa. Em bán là 150.000 đồng một cân. Đây là phi điệp vàng. Hoàng thảo u lồi hay là hoàng thảo ngũ tinh. Cái dòng hàng này thì hôm nay cập bến thêm một lô nữa. Và bây giờ đến cái thời điểm mà u lồi đã thắt ngọn xuống lá hết rồi. Đó, gửi đi thì có thể là em sẽ vặt bớt cho các bác những cái lá vàng này đi, để gửi đi cho các bác là nó đảm bảo hơn, nó đỡ bị ảnh hưởng đến thân ạ. Đấy, hàng rất là đẹp luôn, rất là tươi mới. Em bán là 250.000 đồng một cân nhé. Hoa này là hoa nở Tết ạ. Có cả hàng thân dài, thân lùn, thân vừa. Thế các bác có lấy cái loại thân nào thì cũng báo em. Em nhặt theo cái yêu cầu các bác. Đấy, thân này thì nó sẽ được nhiều mầm hơn. Còn nếu mà lấy cái thân dài như trên này, đấy thì nó ít mầm hơn. Nhưng mà hàng tổng thể lô cực kỳ là đẹp. Hàng kg thì em vừa gặp bến một lô hoàng nhạn tháng 4 này. Hàng đều là những cây lá xếp. Nói chung là hoàng nhạn tháng 4 cuối mùa. Và thứ hai nó cũng không có cây to lớn lắm đâu. Đấy, được cái là nó tươi là đẹp lắm rồi đó các bác ạ. Hàng này em bán là 45.000 đồng một lạng, 450 một cân nhé. Đây là hoàng nhạn tháng 4, hàng cập bến, hoa siêu thơm. Mặt hàng thứ hai đó chính là long tu xuân ạ. Long tu xuân mùa này cũng đã đến cái thời điểm nó thất ngọn xuống lá rồi. Và gửi đi thì em cũng sẽ có thể là em sẽ vặt bớt một số cái lá hư đi nhá. Đó, em bán là 230.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó long tu xuân. Các bác sẽ được một cái giỏ cực kỳ là đẹp. Hoàng thảo đơn cam ạ. Hoàng thảo đơn cam top một trong những cái hàng mà rất là hiếm, cực kỳ là hiếm luôn. Đơn cam thì bây giờ cũng đã đến thời điểm nó thắt ngọn và đơn cam một năm có thể ra đến 2 lần hoa. Đấy ạ. Dòng đơn cam này thì nó, các bác lưu ý nó có cả những cái mầm bé xíu như vậy này. Em nhớ những cái năm trước đây mà cái hàng nguyên bản, hàng nó hiếm ấy, hàng nguyên bản của nó chỉ một mầm nhỏ xíu là đã rơi tầm 40 đến 50 nghìn rồi. Đó, bây giờ là hàng kg. Thì hàng này thì em sẽ bán theo từng phần là 70 nghìn đồng một phần. Đó, còn nếu mà các bác lấy tròn một cân ấy thì em sẽ tính với giá là 650.000 đồng một cân nhá. Đơn cam giá những cái giá thời điểm đắt nhất là còn rơi tầm 800 đến 1 triệu cơ. Đó, 650 là cái thời điểm đầu mùa. Đơn cam khi cây bắt đầu thắt ngọn ạ. Đến thời điểm mà nó chuẩn bị sưng nụ là giá thành nó sẽ cao lên đấy ạ. Đó, hàng hôm nay về rất là đẹp, rất là tươi. Hoàng thảo ý ngọc, năm cánh tráng họng tím đấy ạ. Dòng này thì cũng đã đến thời điểm nó thắt ngọn rồi. Đây những cái thân tơ của nó này, rất là đẹp. 180.000 đồng một cân hoàng thảo ý ngọc, 180 một cân. Còn phía bên đây đó chính là ngọc thạch ba màu ạ. Em cũng bán là 180.000 đồng một cân hoặc ngọc thạch ba màu. Và em vừa cập bến một lô trần mộng xuân. Đó, hàng lại về bổ sung các bác nhá. Hàng này thì đa phần nó sẽ mọc theo từng rề. Còn nếu các bác lấy muốn lấy khóm nhỏ hơn thì em vẫn có thể là em tách ra cho mọi người được. Trần mộng bây giờ cũng đang vào thời điểm nó sưng nụ rồi ạ. Đó, để các bác có thể kịp chơi Tết. Và dòng này thì vòi hoa siêu dài và hoa rất là bền nhá bác nhá. Loại này em xin phép bán giá là 80.000 đồng một cân. Và các bác mua từ 5 cân em sẽ bao ship cho bác đến tận nhà đối với dòng trần mộng xuân này ạ. Em có một số dòng phi điệp, dòng phi điệp này, hàng cây giống gieo hạt này của những dòng năm cánh trắng ạ. Hàng này em còn một ít em bán thanh lý 20.000 đồng một cốc nhá. Có cả nù tam bố hàng gieo hạt thanh lý này. Lá của nó sẽ bị hơi bị mất lá gốc một chút nên là em thanh lý giá bình thường là 33.000 đồng một cốc. Hôm nay em bán 20.000 đồng một cốc đấy ạ. Còn vài khay thanh lý. Vừa cập bến một lô hoàng lạp rất là đẹp, rất là tươi, 130.000 đồng một cân. Em có một lô hoàng thảo đùi gà thanh lý nhá. Đó, thanh lý nó xuống hết lá này. Em thanh lý giá là 150.000 đồng một cân. Đấy, đây là hàng thanh lý để các bác làm giống ạ. Kiều vuông cánh trắng ạ. Đó, hàng kiều vuông cánh trắng, hàng vừa mới về. Rất là tươi đẹp. 220.000 đồng một cân kiều vuông cánh trắng. Em có một ít cái hoàng thảo vảy rồng thanh lý này. Cây tươi nhưng muốn tội nó ít lá thôi. 100.000 đồng một cân làm giống. Còn đây là cái hàng kiều thanh lý nhá. Hàng kiều cánh trắng mới về thì là 220.
Còn cái hàng thanh lý em thanh lý với giá là 150 một cân. Hàng thanh lý Hoàng Phi Hạc, hàng rất là đẹp, 140.000 đồng một cân. Kim Điệp Xuân, hàng giống, 130.000 đồng một cân. Kim Điệp Xuân. Địa Lan Caran, dòng này thì hoa của nó màu xanh cốm, cực kỳ là đẹp và hoa thơm. Em bán là 130.000 đồng một cân nhé, hàng mới về rất là xanh đẹp. Sáng Hương Kiều Vàng ạ, 180.000 đồng một cân, Kiều Vàng. Hoàng Thảo Môi Tua, 150.000 đồng một cân. Hàng đã xuống lá và hàng bây giờ thì cũng sẽ để các bác sẽ có những cái thân hoa rất là đẹp. Em bán là 180.000 đồng một cân, hạc vĩ. Hàng xuống lá các bác lợi cân là một, thứ hai là gửi đi nó không bị ảnh hưởng đến cây á. Mai những cái lá vàng em sẽ vặt nốt đi, tại vì nó đang thời điểm xuống lá rồi. Và đây ạ, Hoàng Thảo Đùi Gà Dẹt, 200.000 đồng một cân gà dẹt. Long Tu Đá, dòng này là Long Tu Đá hoa trắng nhé, em bán là 150.000 đồng một cân. Long Tu Đá hoa trắng, tổng cái lô hàng mới về đây, hoa rất là đẹp. Còn phía bên đây đó chính là Long Tu Đá tím ạ. Đá tím thì đã xuống lá hết rồi, 220.000 đồng một cân Long Tu Đá tím. Sáng Hương Trồn Trắng, đó đều là những cây xếp hàng mới về tươi nguyên, vẫn còn đang bó này, 200.000 đồng một cân trồn trắng, hoa của nó màu trắng tím ạ. Sáng Hương Hải Yến, 150.000 đồng một cân, Hải Yến lá xếp. Sang bên đây đó chính là Ý Thảo Ba Màu. Đó, hàng đây là những cái thân tơ rất là đẹp, nói chung là hứa hẹn sẽ có một cái mùa hoa cực kỳ là đẹp, thân mập luôn. Đó, hàng hôm nay thì nhà em về cái thân nó rất là dài này. Đó, thân dài này, 220.000 đồng một cân. Đây là Ý Thảo Ba Màu, 220.000 đồng một cân. Sáng Hương Sóc Lào ạ. Sóc Lào em xin phép bán là 140.000 đồng một cân, Sóc Lào. Dáng Hương Bạch Nhạn ạ. Cây của nó vừa và nhỏ thôi ạ, 150.000 đồng một cân Bạch Nhạn. Và tiếp theo đây em xin giới thiệu các bác đến lô Đai Châu Rừng của nhà em vừa mới về. Phải nói là hàng hôm nay về toàn là những cây lá ngắn đẹp lắm ạ. Nói chung là hàng lô hôm nay rất là tươi. Lô này thì em xin phép là bán với giá là 600.000 một cân. Tại vì sao ạ, cái hàng này em nhập nó cao hơn cái lô hôm trước. Hôm trước thì nó sứt sẹo nhiều, hàng hôm nay thì dân người ta tuyển chọn hơn đấy, nó bị sứt sát ít. Đó, hàng rừng thì rất là tươi như vậy này. Có cả loại cây nghé này, loại bên đây thì cây lớn hơn. Hôm nay có cả cái dòng cây lớn hơn này, 600.000 đồng một cân. Năm nay thì cái giá Đai Châu Rừng nó cũng đã hạ hơn năm ngoái rồi ạ. Chứ nếu mà thời điểm này ấy, đã rơi tầm 650. Thậm chí những dòng to ấy đều là từ 700.000 trở lên đấy ạ. Năm nay chỉ có 600.000 thôi. Và hàng Đai Châu năm nay khá là hiếm. Đấy, hôm nay về đẹp thật đấy. Đó, 600.000 đồng một cân nhá. Đây, đây những cây nghé nghé nhỏ này. Và cái này các bác có thể lấy từ vài ba lạng. Em còn một ít cái trồn trắng thanh lý đây. Hàng này nó mất nước một chút, 150 một cân, hàng mới về là 200.000. Còn đây là một số hình sơn thủy tiên ạ. Hình này em gọi là hình số 1 này, củ giá hành siêu mập luôn, siêu mập siêu đẹp, to như là đó, 250.000 cái hình số 1 này. Dề này là như dề nguyên bản này, về các bác ốp lên luôn. Năm vừa rồi thì rất là nhiều ngóng hoa. Hình số 2 gồm 2 dề. Đây là một dề nhỏ xinh này và một dề lớn này, lá rất là xanh, 270.000 hình số 2. Chuyển sang hình số 3 là một phần nhỏ nhỏ, có một khóm vụn vụn này và cái một dề này. Hình số 3 em bán là 140.000. Đây có một mớ chip và cái này, 140.000. Và cuối cùng là hình số 4, một dề to đẹp, 220.000. Dề này có một thân này nó bị hư, mai em sẽ cắt đi. Đấy, đây, cắt được rồi. Đó, 220.000, một nguyên một dề luôn, hình số 4. Và tiếp theo những cái bảng giả hạc Pháp ạ. Đó, giả hạc Pháp, đây là một cái dòng mà rất là nổi tiếng, hoa sai và hoa tím rất là đẹp. Loại này thì em bán là 200.000 đồng một bảng nhé. Một bảng thì ít nhất cũng phải từ 5 thân đến 7-8 thân. Đấy, những bảng nào mà thân 5 thân này nó sẽ dài hơn. Còn những nào bảng nào 7-8 thân này nó sẽ ngắn hơn. Đấy, nó cả thân dài và thân ngắn. Đó, đồng giá hết nhé. Hàng này em nhập nhiều ấy, hàng người ta ghép vào bảng gỗ rồi. Năm cánh trắng họng hồng. Đó, đây là cái hàng thân thủ mập đẹp. Hàng này là hàng chậu một thân và chiều dài thấp nhất cũng phải rơi từ 60cm trở lên. Em bán là 280.000 đồng một chậu một thân, hàng đã đứng ngọn. Ngoài ra thì em có cả cái hàng mà nó chưa đứng ngọn, vẫn đang đi ngọn. Và loại này thì thân nó sẽ còi hơn một chút, nhưng mà chiều dài thân của nó cũng rất là dài nhé. Cũng phải từ 2 gang rưỡi của em đấy ạ. Hai thân đẹp, chậu hai thân này em bán cũng 280.000. Và các bác giá thành bây giờ thực sự các bác là mua nó quá là rẻ đấy ạ. Đó, riêng dòng nó cành trắng họng hồng mới 280 mà chia ra có 140 một thân thôi. Đấy,
thời điểm Tết thì không bao giờ mua được cái giá này. Hàng đều là hàng ươm ki. Em còn vài bầu đen rô xuân này, 80.000 đồng một chậu. Đây cốc này cũng là cốc 3.5 đấy ạ. Đó, 3.5, 80.000 đồng một chậu nhá. Để đen rô xuân, hoa nở đầu xuân. Sang bên đây là những cái chậu giả hạc Hawaii tím lá biên. Đó, cái dòng hoa màu tím đậm và hoa thơm. Dòng này đặc biệt hơn đó chính là những cái lá biên kẻ phát tài này. Đó, cây phong thủy nhá. Dòng phát tài thì đa phần là những dòng đột biến ạ. Đột biến về lá và hoa, mật hoa thì rất là thơm. 230.000 đồng một giò. Bác nào lấy từ 3 giò em bao ship nhá. Và riêng cái dòng 5 cái trắng hậu hồng như mua từ 3 giò cũng bao ship. Tiếp theo là những cái chậu hoàng phi hạc ạ. Những chậu hoàng phi hạc, nói chung là những cái chậu chọn thì em sẽ tính với giá là 230.000 đồng một chậu. Những cái chậu này thì đều là những chậu mà nhà vườn người ta thuần từ 2 đến 3 năm rồi. Đó. Tiếp dưới đây em giới thiệu đến các bác là những cái kỳ chấp Mỹ hàng giống. Nếu mà để giới đến cái dòng mà hàng cây 350 một thân mà nó cảm thấy nó quá cái sức của mình ấy, các bác có thể sưu tầm cái hàng giống để mình làm giống ạ. Những cái chấp Mỹ hàng giống kỳ này nó cũng phải dài từ 5 cm, trung bình 5 cm, em bán là 75.000 đồng một kỳ. Mua từ 3 kỳ tính giá 70.000. Và tiếp theo là những cái chậu sơn thủy tiên này. Đó, em còn một số chậu này thân rất là mập đẹp và cực kỳ là to, bự. 350.000 đồng một chậu sơn thủy tiên hàng thuần, đến 2-3 năm rồi ạ. Tiếp theo em giới thiệu các bác đến những chậu Vanda. Vanda mẹ bồng con ạ. Bình thường em về là những cái chậu Vanda đơn. Ngày hôm nay thì các bác sẽ thấy là cái chậu Vanda nó sẽ rất là nhiều những cái con đang mọc lên. Đó, ít nhất là sẽ có 2 con trong một cây. Thậm chí có những cây có 3-4 con cơ. Đấy, cũng có cây có 3-4 con. Đấy, một bụi Vanda ngày hôm nay thì quá là tuyệt vời. Hàng này nhà em hôm nay về rất là đẹp. Em bán một chậu với giá là 140 một chậu Vanda mẹ bồng con. Và các bác lấy từ 5 chậu em sẽ bao ship nhé. 5 chậu thì sẽ bao ship đối với dòng Vanda này. Hàng này thì chơi hoa quanh năm, với những bộ rễ gió rất là dài, vừa dài vừa khỏe vừa đẹp. Chơi thân, chơi cả rễ, cả lá và hoa thì bông rất là to. Vanda này sẽ có rất là nhiều màu sắc nhé. Tuy nhiên nhà vườn người ta sẽ để lẫn lộn với nhau. Em sẽ nhặt cho bác những cây đẹp trước ạ. Mẹ bồng con 140 thôi. Giá bình thường các bác mua cây đơn cũng đã rơi tầm 140 đến 150 rồi. Và đây một chậu của nó rất là nhiều cây. Lô này siêu đẹp ạ. Dendro vàng kim cương. Đó, cái mặt hàng mà dòng Dendro thuộc cái top dòng thân thủ, mập, đẹp và hoa của nó màu vàng tươi. Đó, đây. Em sơ cái ngón út vào các bác thấy ạ. Cái dòng này thì hoa của nó thì rất là to, đẹp và sai hoa. Thân của nó to có thể gấp đôi ngón tay cái của em đấy ạ. Thì biết là mập thân thủ như thế nào. Hàng này em bán đồng giá nhá, 350.000 đồng một chậu. Đấy, hàng sưu tầm nên mỗi lần về của em cũng chỉ có ít thôi. Đấy, nhà vườn người ta bán xuất theo từng lô ấy. Đó, 350.000 đồng một chậu. Và tiếp theo là những cây cửu bảo tiên. Nãy là Corat Coki, còn đây là cửu bảo tiên ạ. Cửu bảo tiên. Hàng bây giờ thì cây nó cũng vừa vừa. Em bán là 250.000 đồng một chậu. Đấy, đây là cửu bảo tiên này. Cây cũng rất là to đẹp nhá. Vừa rồi là cây 280 nhưng em cũng đã lọc qua một số rồi. Cây không phải là xấu đâu. Còn đâu là còn một ít em bán nốt là 250.000 ạ. Có một bảng châu như bệt duy nhất. Một thân dài này, đây là thân dài này, đang lên hai mầm gốc này. Đó, 180.000 để một bảng châu như lưỡi bệt. Còn duy nhất một bảng này hôm vừa rồi em cứ sót đơn ấy, nhiều bác hỏi quá nhưng không tìm thấy. Hôm nay nhìn thấy trên vườn có một bảng này, 180.000. Em có một số phần hàng như sau. Em có một lô hương vani này. Đấy, rất là nhiều luôn. Cái chỗ này các bác ghép cũng khá là nhiều, 100.000 cái hương vani này. Có một mớ. Có một giò đen rô úp mắt đen hàng khủng luôn. Giò này em đếm là 20 thân tơ. Đấy, chỉ tính thân tơ to thôi. Còn rất là nhiều những cái thân tơ nhỏ mà nó đang mọc lên này. Đó, chứa thân ngọn này. Đó, một rễ bự như vậy em bán là 1.200.000. 1.200.000. Còn duy nhất một rễ này nhá. Bác nào lấy cái rễ này thì em sẽ giảm giá 30.000, coi như là hỗ trợ cho bác tiền cước là 1.170.000, bởi vì còn duy nhất một giò. Em có hai cái giò đen rỗ mắt đen nhưng mà hàng chậu nhỏ. Bình thường giá là 350, hôm nay em giảm giá còn 300.000 đồng một chậu đen rỗ mắt đen. 300.000 đồng một chậu đen rỗ mắt đen, hàng rất là nhiều thân và hàng này là hàng ươm ki, 100% là hàng thân tơ nhá. Em có bốn cái chậu trầm hồng long ạ. Chậu 1 này, một thân nù mập này. Thân nù trầm hồng long 150.000. Tiếp theo là chậu số 2. Một chậu trầm hồng long thân cũng rất là mập, 150.000. Em chuyển sang chậu số 3. Thân này đang thắt ngọn xuống lá này.
160.000, thân này dài hơn. Cuối cùng là chậu số 4 ạ, gồm 2 thân. 220.000 chậu trồng hồng long. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu đến cái bộ đen đôi nắng của nhà em về rất là nhiều màu sắc đa dạng khác nhau. Tổng hợp của nhà em về sẽ là 31 loại đen đôi nắng nhé. Lô đợt này thì nhà vườn sẽ gửi 31 loại thôi ạ. Trong danh sách hơn 40 loại thì có một số loại cây hiện tại đang phát triển hơn đấy. Thì em sẽ đợi đến tầm khoảng 1-2 tuần nữa mà khi mà cây phát triển hơn thì em sẽ nhập thêm để bổ sung vào bộ sưu tập của các bác. Bộ đen đôi nắng này em sẽ update ở trên màn hình, mọi người có thể theo dõi nhé. Tổng cộng những cái mặt hàng đen đôi nắng này, hoa thì rất là nở quanh năm. Thứ hai là chơi hoa rất là bền, chơi 2 đến 3 tháng ạ. Và đặc biệt hơn là các bác kích hoa chơi hoa Tết được. Đấy, dòng này thì cực kỳ được các bác quan tâm và rất là ưa chuộng. Lô đợt nào nhà em về hầu như là cũng sẽ hết lô đợt đấy. Bởi vì các bác nhìn tình trạng cây này, nó mướt, nó đẹp và đều là những cái màu hoa, mặt hoa khác nhau. Có những loại hoa thơm, có những loại hoa thơm nhẹ đó. Rất là đẹp, đều là những cây tơ, cây mướt. Đấy. Và hàng này thì em nói thật là bao giá rẻ ngoài thị trường nhé. Và đặc biệt hơn, các bác đặt số lượng từ 5 cây, 10 cây thì đều được giảm giá. Ví dụ như là các bác mua từ 5 cây, em sẽ giảm cho bác 5.000 đồng một cây. Mua từ 10 cây sẽ giảm giá 10.000 đồng một cây, tức là mua 10 cây sẽ được giảm hẳn 100.000 đấy ạ. Bên em thì đã giảm giá rồi thì sẽ không bao ship đâu ạ. Đấy, đã giảm giá, thực sự là nếu mà giảm giá thì các bác sẽ được lợi hơn so với việc các bác bao ship đấy. Đó, nên là các bác cứ gom mua càng nhiều thì càng được nhận được những ưu đãi khác nhau. Đã, em sẽ đi qua từng tình trạng từng cây để báo giá tiền cũng như là đến ở mặt hoa cùng với những cái kèm theo những hình ảnh để mọi người có thể dễ dàng theo dõi hơn ạ. Đầu tiên giới thiệu các bác những cái chậu dendro bà liễu xưa. Hàng hôm nay nhà em là về chậu phi 18 đối với bà liễu xưa và hàng chậu của nó toàn là chậu khủng đấy ạ. Nếu như bình thường các bác mua một cái chậu phi 12 cây nhỏ đấy ạ, nhỏ như những cái tép nhỏ này, nó chỉ nhỏ từ tép nhỏ trở đi thôi, thì chậu phi 18 thì cây mẹ của nó lại rất là cao. Và riêng dòng bà liễu xưa thì cây cao ấy, một thân của nó sẽ ra rất là nhiều những mắt nụ hoa như thế nhá các bác nhá. Một chậu phi 18 cây to bự như vậy này, em bán với giá là 220.000 đồng một chậu. Đó, 220.000 đồng một chậu. Hàng phải nói rất là đẹp luôn. Chậu nào thì thân nó dài vút này thì nó sẽ thân ngắn ít hơn, còn loại này thì sum xê thân hơn thì thân nó ngắn hơn một chút. Phi 18, một chậu rất là to đẹp, với giá là 220.000 đồng một chậu. Bà liễu xưa hoa thơm, đấy, cái dòng này là dòng bán chạy nhất của nhà em này. Tiếp theo em giới thiệu đến một loại nữa, đó chính là ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ. Đấy ạ, đây là dòng dendro đột biến mà cây đã đứng ngọn hết rồi. Tình trạng loại này thì mỗi lần về thì cây nó cũng chỉ nhỏ nhỏ thôi ạ. Đó, nó cũng không quá cao nhưng mà cây đứng ngọn. Loại này em bán là 100.000 đồng một chậu nhé, 100.000 đồng một chậu. Em báo giá theo từng chậu và giá tiền theo từng chậu chứ không phải bán theo cây nhé. Mọi người lưu ý cho em một chút. Phía trên đây đó chính là những cái chậu dendro da da. Dòng này thì nổi tiếng là hoa xiêng và hoa cực kỳ là đẹp. Đó, một ụi của nhà em thì nó lại rất là to nhá. To, đẹp và đây, hoa của nó đang có những cây nhú nụ này. Da da, lô đợt này em bán là 70.000 đồng một chậu. Đấy, một chậu rất là nhiều thân. Phía dưới đây đến một cái dòng cây hoa màu đỏ cánh xoắn, đó chính là dòng hoán long. Tình trạng cây hoán long ạ. Tơ đẹp. Cây tơ. Đó. Loại này 80.000 đồng một chậu. Đây là dòng hoán long, hoa màu đỏ cánh xoắn. Tiếp theo một cái dòng mới về hôm nay, đó chính là kinh công. Dòng này thì hoa của nó như những bông hoa cát, đây dòng dendro lai cát nhá, bông hoa của nó rất là to. Kinh công này cũng 80.000 đồng một chậu. 80.000 đồng một chậu kinh công. Dendro hoa hồng ạ. Đấy, cây tơ mướt đẹp mê ly luôn. Đó, lô hôm nay phải nói nó rất là đẹp luôn. Dòng dendro hoa hồng nó sẽ có hai cái mặt hoa và em sẽ cho mọi người xem qua trên màn hình ạ. Dendro hoa hồng 80.000 đồng một chậu dendro hoa hồng. Nắng si sa. Đây ạ, nắng si sa, đây là một dòng nắng mới và hôm nay nhà em mới về. Mặt hoa thì rất là tươi tắn, nhìn rất là dễ chịu. Loại này em bán 80.000 đồng một chậu nắng si sa. Dòng này cây lùn nữa ạ. Tùy từng loại, tùy từng màu, nó sẽ cây lùn, cây thấp khác nhau nhé. Chứ không phải là cây nào các bác cũng muốn cao như nhau được. Ví dụ như sang cây đầu rồng xanh này. Cây rồng xanh này thì lại là một bụi rất là to, mập. Đấy, loại này cũng 80.000 thôi. Nhưng mà so với loại cây si sa thì nó có thể nó to gấp đôi đấy ạ. Rồng xanh, hoa rất là xiêng. Đây có một bông rồng xanh nở này. Hoa cực kỳ là xiêng hoa, đẹp. Chậu này 80.000. Và đây ạ, tiếp theo nữa đó chính là bun leng. Bun leng là một dòng hoa thơm.
hoa thơm, một dòng cây tơ hoa thơm ạ, 80.000 đồng một bụi, bun len. Hoa thơm cánh bầu tím xoắn Huế, cây thụ thân mập nù rất là đẹp, 80.000 đồng một chậu, tím xoắn Huế. Nắng 4N ạ. Nắng 4N là một dòng cây rất là tơ mập. Riêng dòng nắng 4N thì hoa của nó, thứ nhất là hoa rất là tươi tắn, và thứ hai này, cái độ cây của nó ấy sum xê luôn, 80.000 một chậu nắng 4N. Cây phải nói là quá là tuyệt đỉnh luôn. Cây quá là bự to đẹp. Và đây là Pensoda, một trong những dòng hoa rất là nổi tiếng của dòng nắng. Nổi tiếng với dòng hoa thơm và hoa màu vàng tươi tắn rất là đẹp. Lô lần này cây rất là cao. Đấy, cây cao, khá là cao, cao hơn lô hôm trước. Pensoda em bán là 130.000 đồng một chậu. 130.000 đồng một chậu nhé. Dòng này thì giá trị nhập vào nó đắt hơn, và thứ hai là nó hiếm hơn những cái dòng kia. Thỏ hồng, Dendro thỏ hồng ạ, 80.000 đồng một chậu. Loại này là loại mới đây, thỏ hồng. Singaron, mỗi bụi Singaron thì cũng rất là nhiều thân, 80.000 đồng một chậu Singaron. Rabbit Berry, đây là một dòng thuộc dòng thỏ ạ. Đây ạ, có những cây cao này, có những cây tơ này. Đấy, 80.000 đồng một chậu Rabbit Berry. Kinh Ba, đây ạ, Kinh Ba, một bụi Kinh Ba của nó rất là nhiều thân, đẹp. Kinh Ba 80.000 đồng một chậu, Kinh Ba. Tiếp theo là Hiroshi ạ. Dòng này thì thân khóa là nù mập, đẹp. Và cây đứng ngọn đang chuẩn bị nụ hoa này. Đấy, đang nụ hoa này, 80.000 đồng một chậu, Hiroshi ạ. U Thai hoa thơm, rất là sai hoa, cũng 80.000 đồng một chậu. Đấy, dòng này thì thuộc dòng lá xếp, lá kim. CCY, đấy ạ, CCY, mặt hoa của nó màu trắng tinh, cánh rất là bay, đẹp. Lô đợt này CCY cây tơ, nù mập nữa ạ, mập ú luôn, 80.000 đồng một chậu ạ. Đây là CCY ạ. Bò vàng, lá mít, cũng 80.000 đồng một chậu. Ôi, hôm nay bò vàng toàn những cây mập ú luôn, 80.000. Bò vàng. Tiếp theo là ba lưỡi hồng. Ba lưỡi hồng, dòng này thì hoa cực kỳ là xiêng. Đây, ôi, cây hôm nay rất là to nhá. Hôm nay cây to cực kỳ luôn các bạn. Hôm nay lô Dendro hôm nay về đẹp mướt. Mà cây rất là bự đấy, 80.000. Giá thị trường toàn 100.000 thôi. Nhà em bán 80.000 mà các bác mua nhiều lại còn được giảm giá ấy ạ. Đây, những cái cơ hội mà có 102. Còn đây là thỏ, thỏ xưa. Đây ạ, cùng ngắm những cái bông hoa thỏ xưa này. Hoa sai ạ. Đấy, rất là sai hoa nhá. Đây là thỏ xưa này, 80.000 đồng một chậu. Bò tím lá mít này, tròn đẹp, bò tím. Tơ, cây tơ mướt luôn, cũng 80.000. Bò tím cây tơ nhá. Yellow White Lip, cây mập ú nù, 80.000, hoa màu vàng, sai hoa. Tommy hay là đỏ thái, lô Tommy hôm nay cây vượt trội, cực kỳ là to, bự. Ui, Tommy hôm nay rất là to luôn, 80.000. Đáng nhẽ có những cái cây em nhập giá cao hơn, nhưng mà em sẽ tính giá đồng giá những cái cây này 80.000, để cho các bác sẽ được lợi hơn. Và thứ hai là nó dễ tính tiền hơn đấy. Rồng đỏ ạ, một loại này là cái mặt hàng mới về. Cây của nó sẽ khá là nhỏ nhắn ấy, nhưng mà được cái là nhiều thân. Loại này thì hoa thì rất là đẹp. Rồng đỏ em ơi nhá. Rồng đỏ này là 100.000 một chậu. Đấy, nhỏ nhưng mà nó, cây này nó lại giá trị cao hơn. Hoa như màn hình đấy ạ. An Ba Xưa, cây tơ. Đây ạ, có những cây cao này, rất là đẹp, cây tơ đẹp chưa ạ. Đây, bông hoa của An Ba Xưa đây mọi người. Đó, bông hoa rất là đẹp, rất là sai hoa. An Ba Xưa cũng 80.000 đồng một chậu nhá, 80.000 đồng một chậu An Ba Xưa. Thỏ vàng ạ, đây những bụi thỏ vàng rất là to, đẹp, 80.000, à, đúng rồi, 80.000 một chậu. Đây, một số cây đang có nụ hoa. Thỏ vàng 80.000. Tiếp theo là những cây thỏ đỏ ạ. Thỏ đỏ, những cây ngắn thì nó sẽ nù nhiều thân hơn, cây cao thì nó ít thân hơn, cũng đồng giá 80.000 đồng một chậu thỏ đỏ. 80.000 đồng một chậu. Đây là một cái mặt hàng, đó chính là cây ba lưỡi hồng.
Cây này thì vốn dĩ cây của nó rất là mập, đẹp. Đây là cây ba lưỡi đỏ. Cây ba lưỡi hồng khác nhé. Đây là cây ba lưỡi đỏ. Có mặt hoa như màn hình, 80.000. 80.000 một chậu ba lưỡi đỏ. Và cuối cùng đây là chớp NOB. Một trong những cái dòng hoa vừa rồi em bán cháy hàng. Những hàng này bình thường thị trường bán đang trên không dưới 100.000, 120, 130, 150 tùy từng shop. Đấy, hàng hôm nay nhà em về hoa rất là đẹp. Và một chậu đây ạ, nó cũng khá là nhiều thân. Loại này cây phát triển nó hơi chậm nên thành ra là cây nó sẽ nhỏ hơn những cái dòng bình thường nhá. Các bác nhìn tại sao mà cây của nó khá là nhỏ. Đấy. Nhưng mặt hoa thì rất là đẹp và dòng này thì cực kỳ là siêng hoa. Em bán 90.000 một chậu, hàng đẹp. 90.000 một chậu đen. Đây là chớp Denobi, Enobi. Trên đây là tổng hợp tất cả 31 loại đen rô nắng gửi đến quý vị các khách hàng. Và tất cả những dòng này nhà em đã phân loại từng khay, khi gửi đi em sẽ ghi tên vào thành bầu để tránh trường hợp là các bác sẽ bị lộn những cái cây khác nhau. Em sẽ ghi tên vào thành bầu để mọi người dễ phân biệt nhé, để mọi người về mình biết là mình đã mua những cây gì rồi, mình sưu tầm cây gì rồi và mình chưa sưu tầm, để cho bộ sưu tầm của mình cho phong phú ạ. Và đừng quên là mua càng nhiều sẽ được giảm giá, mua 5 giảm 5.000 một cây, mua 10 cây giảm 10.000 đồng một cây nhé.